Chương trình tiếp tục với những sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố. Huyện Đông Anh vừa tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng các vận động viên là công dân huyện Đông Anh tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31. Đóng góp vào thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, có 13 vận động viên tiêu biểu của huyện Đông Anh tham gia tranh tài tại 9 trên 40 môn thi đấu, mang về 11 tấm huy chương cao quý gồm 7 vàng, 2 bạc, 2 đồng. Ghi nhận những thành tích nổi bật mà các vận động viên là công dân huyện nhà đạt được, Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh đã tặng thưởng mỗi vận động viên đoạt huy chương vàng 20 triệu đồng, huy chương bạc 15 triệu đồng, huy chương đồng 10 triệu đồng và 5 triệu đồng đối với các vận động viên tham gia SEA Games 31. Thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án phát triển văn hóa thể thao, huyện Đông Anh sẽ ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ luyện tập thi đấu đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, chú trọng hơn nữa việc tuyển chọn vận động viên tiêu biểu cho các đấu trường trong nước, khu vực và quốc tế.